Mạc Đăng Dung vĩ nhân bị vùi dập không thương tiếc. Theo sử sách ghi lại, Mạc Đăng Dung là một người giàu nghị lực và mưu trí. Từ một anh lính cầm lọng cho vua đã từng bước xây dựng thế lực trong triều đình, uy tín trong dân chúng, để rồi vươn lên đỉnh cao quyền lực, trở thành vị hoàng đế khai quốc của nhà Mạc. Thế nhưng, chính sự chuyên quyền, giết vua để giành ngôi đã khiến Mạc Đăng Dung cùng vương triều của mình trở thành một trong những vương triều khó phân định công tội nhất trong lịch sử Việt Nam. Mạc Đăng Dung ở ngôi không lâu, sau đó nhường ngôi cho con trai là Mạc Đăng Doanh và lên làm Thái Thượng Hoàng. Nhưng ông đã để lại một dấu mốc quan trọng cho sự phát triển của nhà Mạc sau này. Cho đến nay, giới sử học vẫn đánh giá rất cao vai trò của Mạc Đăng Dung. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại!